chương trình dạy bé nấu ăn. Đây là ngọn nến lung linh xua tan màn đêm. Để ta nhóm ngọn lửa nấu nướng những món ăn cực ngon nè. Nào các bạn, chúng ta cùng nhau xem hôm nay mình nướng món gì nè, chắc ngon lắm đây, hi hi hi. Có cà chua nè, món mình thích á, ngon lắm đây, 1, 2 ồ. Ồ, ồ, ớt nữa kìa, nhiều lắm luôn. Chín rồi kìa các bạn, ngon quá ý, có cả bạch tuộc nữa kìa, ngon quá ý, có thịt nướng nữa kìa các bạn, ngon tuyệt nha, mời các bạn dùng tự nhiên nha.